Xin chào quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại em đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Thì trước mặt em đây đó chiếc Hyundai Accent phiên bản AT thường màu trắng. Thì anh chị có thể nhìn tổng quan thì chiếc xe mặc dù là đã được cải tiến từ năm 2021 nhưng mà đến hiện tại 2023 rồi thì chiếc xe vẫn mang một cái nét gì đó rất là thời trang cũng như là trẻ trung và khá là thể thao, bắt mắt. Với những công nghệ nổi trội trên thị trường xe phân khúc hạng B thì đó là đèn nổ từ xa, công nghệ đèn tự động, gạt mưa tự động, rồi công nghệ đèn chiếu góc, đèn LED định vị ban ngày, rồi mặt trước được mạ chrome, mạ chrome khói rất là nhiều để giúp chiếc xe sang trọng hơn. Rồi như bản đặc biệt thì có trang bị đó là cửa sổ trời, ghế da, rồi thì ga tự động cruise control và gương chiếu trong chống chiếu tự động. Thì bản thường này thì là đang thiếu những cái option đó anh chị nhé. Thì hôm nay thì em xin phép báo giá cho anh chị chính sách giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận. Thì hiện tại chiếc Accent AT này thì bên em đang bán với mức giá đó là khoảng gần 470 triệu và cái giá lăn bánh trong thời điểm giảm thuế trước bạ này với giá là khoảng gần 470 triệu thì đã được giảm cho quý anh chị đâu đó rơi vào khoảng là 34 đến 35 triệu đồng và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ cho khách hàng mua trả thẳng, thêm độ khoảng 8 triệu nữa cộng giảm 50% thuế trước bạ thì tổng khuyến mại cho chiếc xe này đâu đó khoảng 68 đến gần 70 triệu đồng với mức giá lăn bánh bản AT là khoảng 500 triệu. Vâng, chỉ khoảng 500 triệu. Tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tặng dán phim kính nhiệt, tất cả các kính này, bảo hành bên em bảo hành phim cho anh chị 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng. Và màu sẵn dao thì bên em có sẵn dao màu trắng này, màu đỏ, màu đen. Và trên phiên bản đặc biệt thì có những cái điểm nổi trội so với cả phiên bản AT thường thì như vừa nãy em đã nói thì em xin phép kể lại. Đầu tiên đó là hệ thống la răng lớn hơn với kích thước 16 inch. Rồi, tiếp theo đến hệ thống cửa sổ trời. Tiếp theo là hệ thống ghế da. Tiếp theo là hệ thống điều hòa tự động. Tiếp theo đó là hệ thống ga tự động cruise control và gương chiếu trong chống chói tự động. Và chiếc xe AT này thì được trang bị là hai túi khí và bản đặc biệt của nó thì được trang bị với 6 túi khí sẽ an toàn hơn cho quý anh chị. Và giá của hai phiên bản sẽ chênh lệch là 40 triệu, khoảng 40 triệu. Lăn bánh thì tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang cho phiên bản đặc biệt thì đâu đó rơi vào khoảng 540 triệu đồng, được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ khi khách hàng mua trả thẳng. Thì trong trường hợp trả góp thì sẽ được hỗ trợ lãi suất từ các bên ngân hàng như là VIB, Vietcombank, ngân hàng dầu khí PGBank, ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VBBank với mức lãi suất năm đầu rơi vào khoảng 0,75 đến 0,8%. Đó. Thì quý anh chị có thể vay trả góp đến tối đa là 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 8 năm. Thì hồ sơ pháp lý cũng rất là đơn giản thôi, anh chị cần cung cấp đó là căn cước của hai vợ chồng này, trong điều kiện là mình không dính vào nợ xấu. Đấy, căn cước của hai vợ chồng đăng ký kết hôn thì bên em sẽ phụ trách cái mảng hồ sơ, hỗ trợ hồ sơ ngân hàng cho quý khách hàng. Accent thì vẫn là một phiên bản xe phân khúc hạng B bán chạy qua các tháng tại thị trường Việt Nam. Đó. Với những cái công nghệ nổi trội thì hy vọng là Accent sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của quý anh chị. Đặc biệt thời điểm này thì giá của Accent cũng rất là tốt trong phân khúc xe hạng B. Đó. Chỉ lăn bánh bản đặc biệt bản AT thường khoảng 500 triệu và bản AT đặc biệt đâu đó khoảng 540 triệu, rất là rẻ. Camera lùi, cảm biến lùi cũng trang bị đầy đủ hết, cốp thông minh, rồi tay nắm cửa mạ chrome. Đó, thứ Accent được trang bị. Xe bên em thì bảo hành cho quý anh chị đó là 5 năm hoặc là 10 vạn km, điều kiện nào đến trước thì áp dụng trước. Thì em xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi ủng hộ kênh. Xin cho kênh của Hùng Xe Hơi like, đăng ký kênh và góp ý dưới phần bình luận để em có thể hoàn thiện video tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.